Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta tìm hiểu sơ qua về tốc độ quay khủng khiếp của trái đất, quy chiếu với chính nó, và tiếp theo là quy chiếu với hệ mặt trời trong dải ngân hà của chúng ta nhé. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về trái đất tự quay quanh mình. Như các bạn biết rằng, mỗi ngày đêm, trái đất tự quay quanh mình là một vòng tròn 360 độ với độ nghiêng là 23,5 độ. Và nếu bạn đứng ở tâm trái đất thì một ngày đêm là 24 tiếng đồng hồ. Trái đất mới quay một vòng, và là quá chậm phải không ạ? Thế nhưng chúng ta đứng ở rìa ngoài của trái đất thì lại hoàn toàn khác. Bạn biết là đường kính trái đất là 12,742 km. Vậy chu vi sẽ là pi nhân mũ d bằng 3,14 nhân 12,742 km. Tương đương gần bằng 40.000 km. Như vậy ta tìm xem vận tốc một người đứng ở rìa ngoài 1 giờ anh ta sẽ bay là bao nhiêu nhé? 40.000 km chia cho 24 tương đương sẽ gần bằng 1.667 km trên giờ các bạn ơi. Thứ hai là tìm hiểu xem tốc độ trái đất quay quanh mặt trời sẽ là như thế nào. Trái đất tự quay quanh mình, và nó cũng quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo với chu kỳ là 365,26 ngày thì nó sẽ quay được một vòng. Một năm nó mới quay được một vòng. Nhưng mà bạn chớ coi thường tốc độ của nó. Bạn biết không, cứ một giây là nó bay được khoảng 30 km. Như vậy bạn thử tính xem một giờ là bao nhiêu. 30 km nhân với 3.600 giây, kết quả là 108.000 km trên một giờ đó các bạn. Nếu như các bạn đi xe mui trần thì tốc độ chỉ 200 km trên một giờ thôi cũng đủ làm các bạn hoa mắt rồi. Như vậy với tốc độ là 108.000 km trên một giờ sẽ gấp khoảng 100 lần tốc độ của máy bay chở hành khách. Thứ ba là chúng ta tìm hiểu xem tốc độ của trái đất cũng như toàn hệ mặt trời sẽ quay quanh tâm của dải ngân hà mà chúng ta đang cư ngụ xem sao nhé. Với tốc độ khoảng 220 km trên một giây, tương đương 220 km nhân với 3.600 giây, kết quả là 792.000 km trên một giờ. Thật là khủng khiếp phải không nào? Và nó lao đi với chu kỳ khoảng 230 triệu năm trên một vòng tròn quanh dải ngân hà. Các bạn đã thấy chúng ta thật nhỏ bé, mong manh trên hệ hành tinh này phải không nào?